không thay đổi cái miệng chim. Là hình bên trái em lo nhìn vào chim không mà. Em không nhìn vào chim, để anh nói là có chim em. Wow. 3, 2, 1. Sao? Hai cái đấm đâu không đánh nhau à? Đánh nhau không? Thế cái mình hôn nhau. Hello, xin chào mọi người đã quay lại với S-Gender. Và tiếp tục là chuyên mục những trò chơi nhạt nhẽo cùng với team Vân Vân và Châu Giang. Mình sẽ có một cái game đấy là đoán hình hồi bé xíu xiu. Tàn hình bắn nút không? Hà Lê à? Dâm lên, cuội đúng không? Hồi nhỏ là không biết mọi người vậy không, nhưng mà ai cũng sẽ có một tấm hình nút. Có, anh có một, tấm hình thấy rất nhiều cái tấm hình nút. Anh thấy tấm hình thấy con chim nó cưng quá. Tóc xoăn à? Ôi cưng quá. Ý. Giống giống Hà Lê em ơi, cái mỏ ca sĩ, cái mỏ rapper nè. Em thì lại, lúc đầu em lại nghĩ tới anh Minh Mút. Cái mặt hiền hiền. Chị tin vào cái mỏ này là cái mỏ rapper. Mọi người, cái mỏ này sinh ra chỉ có thể làm rapper dài da thôi. Ủa, anh nói ai? Ôi. Nhìn cái mắt thấy giống ha, Ê, ngày xưa bị hói này, biết sao già có hói. Chắc là sau già cũng sẽ hói đó. Trời ơi, những cái mặt hồi xưa kìa, khó tính, khó chịu ghê á. Không, nhưng mà nhìn rất là style. Cao lớn cao mớn hết á. Xưa là đã phải làm ảnh người mẫu các thứ rồi. Miêu 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 miêu. Gấu mà em thấy tay gấu. Con mèo. Ồ, mèo méo mèo. Không phải là ồ dê dê mà là mèo méo mèo. Hồi nhỏ nhìn rất là phúc hậu, cưng, đáng yêu. Lớn lên xong rồi cái nó khác quá ha, lớn lên nó nghiệp á. Quen quá nè, quen quá. Ai đó? Em hả? Không. Ai vậy? Trời ơi, nhìn không ra luôn á. Em biết hả? À, Phát. Trời, không đúng rồi. Cái nét này à? Em nhìn có nét giống anh như anh gấu. Không, phải anh không? Không phải anh đâu, anh nhỏ không có đường vậy đâu. Anh nhỏ mặc đồ con gái không nè, nè. Đã có ghế ngồi, có computer để chơi rồi nha. Nè. Đen hả? Anh Vân. Ừ đúng rồi, hay là đen. Chị em giờ đang mạnh dạn đoán đây là má ai ta? Ôi trời đất ơi, sao khó thật sự luôn, chết rồi. Cái này là kiểu nhà giàu nè, tại vì có lớp máy tính nè. À. Nhưng mà mắt này là mắt một mí nữa nè. Ủa sao ngày xưa giống con gái vậy Đăng? Nhưng mà nhìn khác quá à. Đăng hả? Ê giống Lạc ghê á. Nhìn mặt của quả quen quá nè. Giống Lạc ghê á. Ủa sao hồi nhỏ nó trắng mà sao bây giờ nó đen chứ? Cuộc sống. Ừ cuộc sống mà. Thôi bỏ đi. Trời ơi, nghe nó giàu ghê đó. Hồi nhỏ nhỏ mà đã có computer rồi nè. Hồi nãy trong đầu em có nghĩ anh Đăng Lê, nhưng mà thiệt ra là em không. Thôi mày bớt nghĩ đi. Cái mắt là giống anh Đăng Lê. Nhưng mà em ý chị là thằng Đăng nó đen. Còn thằng bé này nó rất là. Thì sau này người ta lớn bẩm. Người ta bươn chải. Không, nó đen bẩm sinh. Ai đó? Hả? Huy. Miền Tây hả? Gấu to. À, ai xưa mình dân. Số tiên anh ơi. Dân chơi kỳ lân. Lâm Lân Quy Phụng nè. Từ. Này là dân chơi. Dân chơi nhỏ mà nhà gì mới ơi. Chế mấy cái tượng này dân chơi. Nè nè, xong rồi còn có cả máy ảnh nè, máy ảnh cầm tay nè. Cái mặt này không biết giống ai luôn. Cái môi này giống ai nè? Có cái môi. Vâng. Trời ơi. Trời ơi. Kim. Chứ nhìn mặt gọn gọn quá trời luôn nè. Pháp Bảo. Ủa, trời ơi. Trời ơi, sao nhìn khác quá vậy? Quá là khác luôn. Ừ, đẹp trai thế này. Không, nhưng mà ý là sao mà anh Bảo. Ôi, anh Bảo có ảnh đẹp trai vậy. Anh Bảo càng lớn càng, cái mặt càng dài ra vậy. Trời ơi má, đập đầu vô đi. Trời ơi, Bảo xưa nhìn. Em bảo chị là cái môi này nó giống ai đó. Mày cũng đúng sai. Từ ai ta? Ai nằm vậy ta? Ai nằm, nằm đu vậy nè. Tôi không để ý lắm, kiệt ha. Cái mặt rất đỉ thì chị nghĩ là gà hoặc là Duy Anh. Không, Duy Anh cao lắm. Cái bắp đùi này cho mình biết được tương lai của thằng bé này nó không có cao. Nên là không phải Duy Anh. Trời ơi, mấy bay. Ủa, nhìn con mắt mà phát ra liền luôn á. Anh trời ơi. Trời ơi, ảnh tránh cửa. Trời ơi, hồi bé đỉ ghê á, trời ơi. Trời ơi, nhà anh này vintage không? Trời ơi, nhìn là biết liền luôn, cặp mắt này bây giờ còn luôn nè. Có
bao giờ không mình không được thấy ông nằm gì đâu, ông tuần ngồi. Không biết là mà hộp team content cũng hay nằm xả lai vậy. Trời ơi. Giám đốc của chị đó. Trời ơi, gần cái hình Lisa vô tôi chết, chắc tôi chết. Ôi trong đầu em hồi nãy không nghĩ tới anh máy bay luôn. Chị nghĩ tới Phát Lê Nguyễn. Trời ơi, ảnh đã có tố chất lên từ nhỏ. Làm fashionista từ nhỏ nha mọi người, nhưng mà dễ thương quá. Thảo Tiếu. Hà Nội. Sophie Anh. Chị Yến. Nét này không phải nét chị Yến. Phương Anh. Ừ hay là Phương Anh. Nhiều khi là Phương Anh á, đúng Thư. Không? Hà Nội. Ôi sao cái khuôn mặt này sao như nó bị sửa vậy trời. Em thấy như là như Photoshop thiệt. Vi. Hà Mã Tấu. Cô Tiếu. Ủa? Trời ơi, tao nói không? Ok. Cái đó là anh nốt mò quá. Nốt mò. Từ. Không, cái tấm nhỏ nhất này nè, thì nhìn cái nụ cười giống nha. Nè. Đây, ghé cái hình hàm Mã Tấu mới nhất, phải lấy cái hình hàm Mã Tấu mới nhất. Ủa? Tại sao lại có con mắm này? What the fuck? Trời. Hà Lê. Trời, cái gì đây? Hà Lê hả? À, trời. Ôi, thầy chim Hà Lê. Yeah, chim Hà Lê. Hà. Có một lần ông để tấm A3 đúng không? Ông để tấm A3 này. Không, nếu như mà ông để cái tấm đấy thì chị sẽ không đoán ra. Tiếc quá, hình này biết rồi, không lừa được cái thằng Hà. Thật ra, Hà Lê, tại vì tấm hình này Hà Lê có đăng ở một vài hình rồi. Là hình bên trái em lo nhìn vào chim không mà. Em không nhìn vào chim, để anh nói là có chim em. Wow. Ôi Hà ơi, cô mèo nha. Wow, ai vậy? Mi hả? Này chị đoán là chị Sally hoặc Vân Vân. Ôi ai xinh xắn quá vậy? Mi. À Mi, yeah. Mi đúng rồi. Anh nhớ cái hình này. Trời trước có chơi một lần rồi. Xinh xắn quá. Tại Hà Nội em ấn tượng có mỗi chị Mi, nên em đã chị Mi cho tới cùng luôn. Chị đoán là Zombie Phương Anh. Em đang định nói là... cái mặt này là chỉ có Mi thôi. Em đang định nói là Hạnh hay là ai đó, tại vì em nhìn cái hình ở đâu rồi á. Mi. Là nó có đăng một lần. À, mì đó, cái nét không thay đổi, cái miệng chín chín mím mím mím. Thằng. Đúng rồi. Gái, chị. Gái, chị. Không, chị. Thằng. Đà Lạt. Đúng rồi. Đà Lạt. Chỉ có Đà Lạt. Yeah. Mới có dịch vụ chụp hình. Với lại mới mặc áo ấm nha mọi người. Trời ơi, xuất sắc em ơi. Trời ơi. Đây chắc chắn là ở xứ lạnh anh ơi. Ở xứ lạnh rồi, này là spa. Là cái thứ này đúng rồi, spa. Đó, thấy chưa em nói rồi mà. Cái miệng này, cái miệng nó thật. Kiểu đó, trời ơi. Ôi chưa, nó quê vậy luôn á. Trời ơi. Tụi mình đã để ý ra một cái điểm quá xuất sắc. Em nè. Đúng rồi, Đà Lạt rồi. Đội cái nón là biết Đà Lạt rồi rồi. Ừ chứ nít Sài Gòn nó không bao giờ nó mặc vậy trơn, nóng lắm. Tôi cũng không biết. Không, em, anh ơi, nhiều khi là hồi nhỏ vậy. Khoan. Sao, tại sao cái mũi nó có thể như vậy được, đứa nào trong văn phòng mình mũi cũng đẹp mà. Trời ơi, cứng quá vậy. Trời ơi, con nhà ai mắt tao đùng luôn á. Vâng. Cái nó cười là tao biết mà. Tao nghe nó cười là tao biết mà. Ủa mắt tao đùng luôn á. Ủa, sao hả? Tại sao mũi em cao lên vậy nhở? À, cô tê quá vợ, đứa nào cô tê quá vợ. Cưng quá à. Con gái đúng không? À, người Thanh Hóa. Thảo Tiếu. Hương Quyết. Ồ. Cái gì tự nhiên cái anh nghĩ đến Thảo Tiếu đầu tiên mà anh quên đi bạn. Em gái anh vậy. Trời ơi. Gái anh mất gốc rồi. Cũng giống cũng Thanh cũng Thanh Hóa. Ôi. Không, vậy là mình lập luận đúng chị. Mình lập luận đúng về cái style mình đồ. Mình không có nhớ tới chị Hương Quyết thôi. Hương Quýt vẫn làm Arsenal nha các bạn. Trời ơi, các bạn có thấy cái sự mà chuyển mình của cô gái Hương này không? Quá đẹp. Hương Quýt. Trời đất ơi. Hương. Ờ, trời đất ơi. À, quen Tân. Nhìn cái mặt kiểu hề hước không thể tưởng tượng nổi luôn á. Tôi nhìn Giang Hồ phớt. Giang Hồ đúng không? Hà Nội ai cắt đầu đinh? Chỉ một người thôi. Ôi đi ăn cưới á, đi ăn đám cưới á. Trời ơi, mẹ tao mà thấy cái mặt này quánh tôi chết.
cái áo khoác này đến từ miền Bắc. Cái phong cách này đến từ miền Bắc. Phong cách trong Nam mặc vậy nóng lắm. Phong cách vậy hả? Miền Tây anh mà mặc vậy ra đường nóng lắm. Trời ơi, tụi tôi quá là giỏi luôn. Không mà mặc giống anh Tân ha. Tao nói cái đám cưới này bán phở mà. Tao nói cái đám cưới này là bán phở mà. Trời ơi, ok. Bin à, hả? Giống Bin à? Giống Bin này, cái này giống Bin ghê. Trời ơi, cái nét cười của nó y chang luôn đó. Chi ai à, tươi dữ vậy. Bạn trai. Đâu, đeo bông nè. Quỳnh Chi. Trời, nó chưa giàu có mà từ nhỏ đã đeo bông, đeo ơ rồi. Ủa tại sao ba má lại cho nó nằm cái cúp nha. Bố mẹ mới lấy nhau thôi. Là có cái đó đó. Minh Anh hả? Ý là cái đó vẫn còn mới. Phân tích thông chừa. Xong rồi cái ra đó. Tao thấy là cái ráp giường này rất là mắc tiền. Nó khác so với những cái ráp giường bình dân hồi xưa. Không, hồi xưa nhà này, anh bông nhìn quê lắm. Cái này nó là cái lót á. Không, dạ, 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 là dạ. Em đẹp không? Em đẹp dám anh. Dạ đẹp, dạ đẹp. Trời ơi, ý là mặt tự nhiên vậy luôn á. Trời ơi, đúng là chị Chi hay từ nhỏ được nằm trên giường nè em ơi chị. Ê, cái này vui nhắc em mà thì dễ hơn game đoạn bố mẹ á. Ờ, đúng rồi. Thực ra dễ nhưng anh có đoán được mấy đâu. Không phải em gái em. Chắc là thế mọi người hãy chờ part 2 để có hình mấy người chưa có nha. Bây giờ bye bye. Nếu mà mọi người muốn part 2 thì nhớ comment phía dưới nha. Bye bye. Đó là cảm thấy khó đoán nhất là cuối. Rồi. Rồi còn các bạn thì các bạn sau khi mà xem xong game này thì đoán được bao nhiêu người để lại bên dưới. Có mấy giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mình, đừng quên subscribe cho S Channel nha. Bye bye.